Chào anh em chơi lô đề. Thì trong clip này tôi sẽ test trực tiếp cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài trên điện thoại và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì trên kênh YouTube của tôi đã làm rất nhiều những cái phần mềm, ví dụ như là Line này, Viber, Messenger trên Facebook. Đấy, thì trong clip này tôi sẽ test trực tiếp hai phần mềm cho anh em, đó là SMS tổng đài và Zalo. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn SMS đến cái máy này anh em nhé. Đấy, sau khi test xong tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về phần mềm. Đấy, tôi gửi trực tiếp sang máy này và tôi test trực tiếp cho anh em. Cái đầu tiên tôi sẽ bật cái đầu chạy dây này. Đấy, để đảm bảo cho anh em là video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi này. Ok, tin nhắn đã sang này anh em này. Đề 8 này, đề đầu 8 anh em nhé, nhân 500N. Tôi sẽ chỉnh sửa thành con khác này, anh em chú ý này. Đấy, đầu 2, đề đầu 2 nhân 500N anh em nhé. Đấy, thì là cái phần mềm này của chúng tôi, anh em sử dụng thì đảm bảo cho anh em sẽ lấy lại những gì anh em đã mất. Thì đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì khi test xong tôi sẽ giới thiệu kỹ cho anh em về cách sử dụng phần mềm. Đấy, tôi sẽ vào Zalo và ghi này. Đấy, anh em này, lô này, tôi ghi là lô này. Lô là 77 đi anh em nhé, 88, những con số liền nhau này anh em dễ nhớ. 99 nhân 1.000 điểm anh em nhé, 100 điểm thôi. Đấy, nhân 100 điểm thôi. Đấy, những con này là anh em ghi nhỏ thôi, anh em sửa con đề thôi. Nhân 100 điểm anh em nhé. Đề, đề đề này anh em, đề là ví dụ như là 00 anh em nhé, nhân 1.000.000, 1.000.000 này, 1.000.000 anh em nhé. Đây anh em này, đấy, cho anh em xem này, nhân 1.000.000 này anh em này. Bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô này anh em nhé. Gửi sang máy chủ lô này. Ok, máy chủ lô đã nhận được cái tin nhắn trên Zalo của mình là lô 778899 nhân 100 điểm, đề 00 nhân 1.000.000 anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Ok này anh em này. Đấy, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian này và cái ngày tháng ngày giờ này anh em này, 13:00 vào ngày 19 tháng 8 2020 anh em nhé. 13:00 này, hôm nay này. Đấy, anh em chú ý hai nick này, cả ngố và hoa câu này, hai nick anh em nhé. Thời gian 13:00 vào ngày 19 tháng 8 2020. Đấy, tôi sẽ để một cho anh em nhìn rõ hơn cái ngày giờ này, vì cái phản chiếu ánh sáng anh em nhé nên là nó hơi bị mờ. 19 tháng 8 2020 này anh em này. Đấy, ok chưa. Đấy, vào lúc 13:00 thì thông thường chủ lô họ sẽ copy và ok lại này, rồi sau họ sẽ dán lên chữ ok anh em nhé. Đây này anh em này. Đấy, tôi sẽ gửi trực tiếp này. Ok này. Đấy, tôi sẽ gửi sang này. Ok cho anh em. Đề 778899. Đấy, copy lại. Ok. Đấy, thì tôi sẽ để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để 1-2 phút sau để đảm bảo cho anh em là khi chỉnh sửa con số thay đổi, còn thời gian là vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu, con số sẽ thay đổi thôi. Đấy, thì cái phần mềm này cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em
Đấy, ví dụ anh em sử dụng là điện thoại iPhone, Samsung, Oppo đều có thể là cài đặt chỉnh sửa được hết cho anh em nhé. Thì vì lý do bảo mật thì chúng tôi không cài, không cho anh em xem trực tiếp phần mềm. Thì anh em có thể là kết bạn Zalo vào số này 0967554 thì chúng tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp phần mềm. Đấy, vì lý do bảo mật cho anh em cũng như là cho chúng tôi. Đấy, thì là anh em kết bạn Zalo. Thì chúng tôi có hai cơ sở anh em nhé, khu vực miền Nam và miền Bắc. Ở miền Nam thì em qua bến xe miền Đông, miền Bắc thì anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Anh em vào cơ sở anh em cài trực tiếp phần mềm, cài đặt xong test ok thì anh em mới phải chuyển phí. Thì với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi hỗ trợ cài đặt từ xa cho anh em, cài đặt xong ok thì anh em chuyển phí cho chúng tôi anh em nhé. Thì trên kênh YouTube của tôi là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Đấy, lưu ý cho anh em, kênh của tôi là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Đấy, chúng tôi đã làm rất nhiều những clip về chỉnh sửa tin nhắn Line, Viber, Messenger trên Facebook anh em nhé. Thì anh em qua kênh của chúng tôi anh em xem. Đấy, anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em xem phần mềm đó và chúng tôi sẽ cả hỗ trợ cài đặt cho anh em. Đấy, lưu ý cho anh em, anh em tạo được sân chơi. Đấy, có sân chơi anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy, thì bây giờ là 5 phút 36 rồi, tôi để thành 6 phút đi, tôi chỉnh sửa để cho qua thời gian cho nó thoải mái, rồi chỉnh sửa vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu. Đấy. Thì phần mềm này cách thức là sử dụng cực kỳ đơn giản. Anh em chỉ cần vào phần mềm chúng tôi cài đặt và áp, ví dụ anh em sửa Zalo này thì anh em áp Zalo của họ vào, anh em sửa tin nhắn SMS tổng đài thì anh em ép số điện thoại của họ vào. Đấy là anh em có thể chỉnh sửa được anh em nhé. Thì anh em có kết bạn Zalo để gọi chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em. Đấy, bây giờ là 6 giờ 6 phút rồi anh em nhé, qua 2-3 phút rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào cái phần mềm chúng tôi đã chỉnh sửa này, chúng tôi đã cài đặt này và tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em. Thì khi chỉnh sửa anh em lưu ý này. Đấy. Khi chỉnh sửa anh em lưu ý này. Đấy thì là bên máy của chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Ok này anh em này, tôi chỉnh sửa xong. Đấy, quan trọng là bây giờ tôi sẽ mở cả hai máy ra. Đấy, xem cái con số thay đổi như nào và nó có giữ được nguyên cái mốc thời gian ban đầu không anh em nhé. Đấy, mở Zalo này anh em này. Đấy, mở Zalo ra này. Đấy, anh em xem kỹ cái thời gian này. Đấy, vào lúc là 13:00 ngày 19 tháng 8 2020. Đấy, lô 778899 vẫn giữ nguyên anh em nhé. Tôi đã sửa 00 thành 37 này, nhân 1 triệu này. Thì là cái ký tự này là tùy anh em. Đấy, anh em có thể là ghi đề dàn, lô dàn, anh em chỉ sửa một con lớn thôi, hoặc anh em sửa điểm 1-2 con thôi, chủ lô đỡ phát hiện anh em nhé. Đấy, thời gian này anh em này. Đấy, thời gian này tôi để 13:02 này, 13:02 này. Đấy, cực kỳ là chính xác với phần mềm này anh em nhé. 778899 này. Đấy, ok cho anh em. Chính xác tuyệt đối luôn anh em nhé. Đấy, nick là Hoa Câu này, cả ngố này. Đấy, thời gian là 13:02 vào lúc 19 tháng 8 2020. Đấy, copy lại ok anh em này, cực kỳ là chính xác với phần mềm này. Anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi, anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối với cái phần mềm công nghệ này anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài ấy, và tin nhắn trên Zalo. Thì anh em có nhu cầu phần mềm nào anh em cứ kết bạn Zalo và gọi trực tiếp cho chúng tôi ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc. Với anh em bên nước ngoài chúng tôi sẽ cài đặt, hỗ trợ cài đặt trực tuyến cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.